Xin chào tất cả các bạn, chúng mình là Mr. Zero. 5 lần cầu thủ hay nhất châu Á khóc ngất trên sân cỏ, Son Heung-min. Trận đấu tối qua với Chelsea ở vòng 18 ngoại hạng Anh chứng kiến Son Heung-min trở thành cầu thủ thứ 2 trong thập kỷ này nhận 3 thẻ đỏ trong một năm dương lịch ở ngoại hạng Anh. Lan sóng chỉ trích Son Heung-min giả tạo, ưa bạo lực lại một lần nữa bùng lên dữ dội. Tuy nhiên, cần phải nhìn về quá khứ để thấy cầu thủ 27 tuổi mau nước mắt đến nhường nào. Son Heung-min nhiều lần bật khóc nức nở ngay trên sân đấu. Thật không dễ để nói anh chàng này chuyên dùng nước mắt để thu về sự đồng cảm. Cùng với Mr. Zero tìm hiểu nhé. Và Kim Trân xin chúc cho tất cả các bạn có một năm mới vui vẻ và hạnh phúc. Đừng quên bấm subscribe kênh YouTube, like fanpage bóng đá hài hước để nhận ngay những thông tin mới nhất đến từ Mr. Zero các bạn nhé. Son Heung-min đã kết thúc năm 2019 một cách đáng buồn khi lần thứ 3 trong năm anh bị đuổi khỏi sân trong một trận đấu tại giải ngoại hạng Anh. Làn sóng chỉ trích lại hướng vào anh khi một bộ phận hâm mộ bóng đá cho rằng Son Heung-min ưa bạo lực, giả tạo. Tuy nhiên, nếu nhìn về quá khứ sẽ thấy cầu thủ 27 tuổi này là một mít ước chính hiệu. 1. Phạm lỗi với Andre Gomes, Everton. Ở trận đấu Everton-Tottenham tại vòng 11 Premier League trên sân Goodison Park ngày 3 tháng 11, Son Heung-min đã có tình huống tắt bóng khiến Andre Gomes bị gãy cổ chân và phải rời sân sớm để đưa vào bệnh viện. Nước mắt Son đã rơi, tiền đạo sinh năm 1992 có thể đã khóc vì bàng hoàng, vì đau đớn khi kịp nhận ra có thể anh vừa hủy hoại sự nghiệp của một cầu thủ. Nguyên nhân của tình huống nói trên đến từ một pha tranh chấp giữa hai cầu thủ mà Son Heung-min cho rằng anh đã bị Andre Gomes chơi xấu. Ở phút 79, pha vào bóng của Son Heung-min được cho là có ác ý và nhằm trả đũa Andre Gomes. Từ đây, Son đã gây thảm họa cho Gomes. Tuy nhiên, hình ảnh trực diện lại cho thấy cú cản bóng của Son có vẻ như không quá nguy hiểm đối với Gomes. Nhưng không may mắn cho Gomes khi anh chàng còn bị cả cơ thể lực lưỡng của hậu vệ Serge Aurier đè lên, có vẻ chấn thương bắt đầu từ đây. Gomes kêu lên thất thanh, khuôn mặt anh tỏ rõ sự đau đớn vì cú va chạm kinh khủng này. Lập tức, cầu thủ của Everton được các đồng đội hỗ trợ và trấn an. Sau đó, Gomes đã phải thở oxy và rời sân bằng cáng tới bệnh viện. Sau khi tiến lại gần và chứng kiến lại hậu quả của pha tắt bóng của mình, ngôi sao người Hàn Quốc bàng hoàng, suy sụp và bật khóc như một đứa trẻ. Các cầu thủ hai bên và các nhân viên tới an ủi, thông cảm và động viên cho anh chàng. Huấn luyện viên Mauricio Pochettino cho hay cậu học trò của mình đã suy sụp ngay sau khi gây ra tai nạn kinh hoàng trên. Son Heung-min dường như bị chấn động rõ rệt sau pha va chạm với đối thủ. Thậm chí sau trận đấu, Son đã khóc rất nhiều và không thể ngẩng mặt lên ở phòng thay đồ, tiền vệ Dele Alli cho biết. 2. Trận chung kết Champions League năm 2019. Trận chung kết Champions League năm 2019 diễn ra vào hôm ngày 1 tháng 6 là trận chung kết lớn nhất Son Heung-min được tham dự. Tuy nhiên, bàn thua từ quá sớm đã đẩy Tottenham vào thế khó. Dù rất nỗ lực trong khoảng thời gian còn lại, thầy trò huấn luyện viên Pochettino. Vẫn không tài nào tìm được bàn gỡ hòa. Thậm chí, họ còn thua thêm một bàn vào thời điểm cuối trận, qua đó nhận thất bại chung cuộc 0-2 trước Liverpool. Khó có lời nào có thể diễn tả được nỗi thất vọng của Son Heung-min cùng các đồng đội. Ngay sau khi tiếng còi kết thúc vang lên, Son Heung-min ngồi sụp xuống thảm cỏ sân Wanda Metropolitano, nghẹn ngào khóc. Mặc dù trước trận đấu, anh đã mạnh mẽ tuyên bố, tôi không muốn rơi nước mắt thêm một lần nào nữa. Nhưng chàng cầu thủ người Hàn Quốc đã không thể giấu được cảm xúc khi lỡ hẹn với chiếc cúp danh giá trong trận chung kết C1 đầu tiên trong sự nghiệp của mình. 3. Trận thua 1-2 trước Mexico ở World Cup năm 2018. Sau trận thua trước Mexico trong khuôn khổ bảng F của World Cup năm 2018, ngôi sao số 1 của Hàn Quốc Son Heung-min cũng đã bật khóc. Anh nức nở từ sân đến phòng thay đồ. Dù thi đấu đã rất cố gắng nhưng Hàn Quốc vẫn hứng chịu thất bại với tỷ số là 1-2, qua đó tiếp tục đứng bét bảng F khi chưa có được điểm nào. Thất bại này khiến cơ hội đi tiếp của đội bóng xứ sở kim chi trở nên hẹp hơn bao giờ hết. Đây cũng là trận đấu mà Son Heung-min thi đấu rất nỗ lực khi anh đã có 8 cú sút về phía khung thành Mexico. Ngôi sao số 1 của Hàn Quốc mặc dù đã ghi một bàn thắng nhưng vẫn không thể giúp Hàn Quốc tránh được thất bại. Quá đau đớn vì điều đó, chân sút của Tottenham đã không thể kiềm chế được cảm xúc và đã khóc thút thít. Anh chỉ kìm nén giọt nước mắt khi ông Moon Jae-in, tổng thống Hàn Quốc vào tận phòng thay đồ an ủi. Khi ấy, nhiều ý kiến trái chiều tranh cãi xung quanh giọt nước mắt của Son. Một số chỉ trích nhắm vào Heung-min cho rằng anh khóc vì đánh mất đi cơ hội miễn nghĩa vụ quân sự một cách chính thức thông qua cánh cửa mang tên World Cup. Họ chỉ trích anh là màu, nước mắt cá sấu, dù sau đó anh đã lên tiếng thanh minh. Tôi thực sự không muốn khóc, nhưng sau khi nhìn đồng đội và phòng nghỉ, tôi không thể dừng khóc được. Tôi tiếc cho các đồng đội, nhất là những người lần đầu thi đấu tại World Cup, anh chia sẻ với truyền thông. 4. Trận thua trước Olympic Honduras ở tứ kết Olympic năm 2016.
Trong trận tứ kết Olympic Rio năm 2016 gặp Honduras, Hàn Quốc bị đánh bại với tỷ số tối thiểu 0-1 sau pha lập công của Albert Ellis. Shin Heung-min, cầu thủ đang thuộc biên chế Tottenham, đã ngồi bệt xuống sân khóc nức nở. Chàng cầu thủ sinh năm 1992 suy sụp và phải cần hai trợ lý đỡ dậy dìu vào trong. Sau trận đấu, anh liên tục nói xin lỗi. Tôi không thể ngừng khóc khi thấy có lỗi với các đồng đội. Tôi thậm chí không dám nhìn vào mặt họ. Cảm giác tội lỗi đè nặng lên người Shin Heung-min vì việc bị loại ngay tại tứ kết, không có cơ hội giành huy chương, đồng nghĩa với việc nhiều đồng đội của anh khi trở về sẽ phải bỏ lỡ 2 năm sự nghiệp bóng đá để đi nghĩa vụ quân sự. Chính vì điều này mà Shin Heung-min đã không thể kìm được nước mắt. 5. Hàn Quốc bị loại ngay vòng bảng World Cup năm 2014. World Cup năm 2014 là lần đầu tiên chàng cầu thủ người Hàn Quốc tham dự đấu trường lớn nhất thế giới. Tuy nhiên lần đó, đội bóng của anh đã chơi thất vọng và bị loại ngay vòng bảng. Shin Heung-min đã không thể kìm nén được cảm xúc, anh gục vào vai đồng đội và khóc ngon lành. Chứng kiến Shin Heung-min nhiều lần bật khóc nức nở ngay trên sân đấu thì thật không dễ để nói anh chàng này chuyên dùng nước mắt để thu về sự đồng cảm của mọi người hay giả tạo, đóng kịch để mua sự thương hại từ người hâm mộ. Về pha phạm lỗi của Shin Heung-min với Rudiger trong trận thua 0-2 trước Chelsea, tuy không gây nguy hiểm, nhưng trên mạng xã hội, đa phần các cổ động viên không bỏ qua cho hành động của ngôi sao người Hàn Quốc. Họ không nghĩ đây là hành động bộc phát, bởi đó là lỗi mang tính hệ thống của Shin Heung-min. Một cổ động viên có tên là William Wushu đã mỉa mai. Cha của Shin Heung-min hẳn đã rất xấu hổ về cậu ta và hành vi xấu xí này. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao Hàn Quốc lại đứng đầu thế giới về ngành công nghiệp sản xuất phim truyền hình. Cậu ta diễn quá hay, một người khác chia sẻ. Shin Heung-min nên được trao giải Oscar cho vai diễn xuất sắc của mình, liên tiếp là những câu mỉa mai hướng về cầu thủ người Hàn Quốc. Anh ta sẽ lại khóc lóc sau trận, nhưng lần này, kể cả những người không xem trực tiếp trận đấu cũng không thể thương cảm được nữa. Nickname Riz và Boo bình luận thẳng thắn. Làn sóng chỉ trích, phê phán Shin Heung-min có thể chưa dừng lại ở đó. Việc ngôi sao này thêm một lần nữa rơi nước mắt, không thể lấy được sự thương cảm từ người hâm mộ. Dù biết đây không phải là lần đầu tiên Shin mất bình tĩnh và đã có tình huống nóng nảy, nhưng xét cho cùng, anh cũng chỉ là một cầu thủ đang ở trên con đường hoàn thiện bản thân và khó tránh được những sai lầm không đáng có như thế. Cho nên, điều mà Shin cần ngay lúc này không phải là những lời chỉ trích hay bênh vực mù quáng, mà anh cần người hâm mộ thấu hiểu và ở bên cạnh anh để có thể vượt qua được khoảng thời gian khó khăn hiện tại. Hy vọng vào năm 2020, chàng Bích Ước sẽ trở lại đầy bản lĩnh, gan góc và lạnh lùng hơn trên sân bóng. Vừa rồi, chính là 5 lần cầu thủ hay nhất châu Á khóc ngất trên sân cỏ. Nếu bạn thấy video này thú vị, đừng quên nhấn like, share và subscribe để ủng hộ cho kênh. Xin chào và hẹn gặp lại!